trong buổi chiều qua sau khi tạnh mưa và trời khô giáo nhiều người dân đưa con em ra gần khu vực đê sông hồng và các điểm ngập lụt để xem do nhiều năm nay chưa thấy nước ngập lớn như vậy đặc biệt có tình trạng nhiều em nhỏ rủ nhau ra chơi đùa nghịch nước quanh khu vực bờ sông và các con đường bị ngập mà không có sự trông coi của người lớn dù mực nước sông đang cao tìm ẩn nguy cơ gây đuối nước mặc dù nhiều nơi được cắm biển báo và chính quyền địa phương cử người nhắc nhở nhưng với bản tính hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức kỹ năng phòng tránh, các em nhỏ vẫn hồn nhiên chơi đùa, có em mang xe đạp để đi trong nước sâu, có em tự lội ra xa xem nước ngập đến đâu. Hiện tại mương nước sông đang rút nhưng tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều chỗ ngập sâu rất dễ xảy ra sụt lún các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát và hướng dẫn con em mình về những nguy hiểm tiềm tàng khi vui chơi gần sông và các điểm ngập nước để đảm bảo an toàn cho trẻ em trong mùa mưa bão